Xin chào các bạn nha. Chia sẻ với bạn một cái tin vui, đó là mình đã nghiên cứu và chế tạo thành công một cái sản phẩm này. Rất là hay nha. Đây là một cái thiết bị rất là cần thiết trong cái hệ thống nước của gia đình, đặc biệt những nhà nào đang sử dụng nước máy này. Và những nhà có giếng khoan bị nhiễm sắt hoặc là có mùi thì rất cần thiết cái này nha. Đây là cái bộ tạo oxy, nó sẽ giúp trộn oxy vào nước để cho làm bay cái mùi clo, giảm bớt mùi clo rất là nhiều luôn. Còn như giếng khoan mà bị nhiễm sắt thì cái này nó sẽ giúp cho sắt nó nhanh lắng hơn và mình lọc hiệu quả hơn đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ test bạn xem nha. Đây các bạn thấy, nếu như giếng khoan này mà nó bị cát hoặc là bị nhiễm phèn như thế này á, mà mình để cái này các bạn thấy không? Nước vào đây nha, nó sẽ không có lên bao oxy bao nhiêu. Thành ra nó lắng rất là lâu và mình khó lọc hơn nha. Bây giờ mình sẽ gắn vào bộ trộn oxy các bạn xem này. Đây gắn vào đây nha. Đây các bạn thấy không? Oxy nó tạo nhiều hơn này, nước nó chảy mạnh hơn, thấy chưa? Oxy nó tạo rất nhiều này. Đó, ok chưa? Cho dù mình có để bên dưới này các bạn, không, nhúng sâu xuống dưới này, nó vẫn có oxy nha. Còn nếu như không có cái bộ trộn oxy này, đây không có bộ trộn oxy nhá, mình nhúng dưới này, không có tí oxy nào hết các bạn, thấy chưa? Không có tí oxy nào hết nhá. Đây làm lại, còn gắn cái bộ trộn oxy này vào. Đây các bạn thấy, tự động có oxy nha. Đó, nó phụt oxy lên. Đây là cái lỗ hút oxy này, để hút không khí để tạo oxy nha. Mình bịt lại này, nó sẽ mất cái tác dụng ngay. Thấy không các bạn? Đó, không có oxy nha. Còn có oxy này, thấy chưa? Oxy tạo rất nhiều nha. Khi mà cái oxy ở trong này á, trong nước nhiều, nó khi bóng bóng nó vỡ ra các bạn, nó sẽ mang theo mùi clo này, hoặc là các cái mùi trong nước nó sẽ tan đi nha, và nó sẽ giúp cho cái mùi clo nhanh bay đi và sắt này kia nó dễ lắng xuống hơn nhé các bạn. Rất hay nha. Các bạn phải gắn cái đầu nguồn nước vào ở đây. Còn các bạn gắn trên này là sai. Đây, gắn trên này là không có được nhé các bạn. Gắn trên này không được nha. Nó sẽ không có tác dụng. Nó không có tác dụng nha. Đó, khác nhau hoàn toàn các bạn. Thấy chưa? Rồi, gắn dưới này nước sẽ mạnh hơn rất nhiều này. Còn thấy nước mạnh không? Đó, nước mạnh lên và tạo bọt nha. Vừa rồi các bạn đã thấy không? Khi mình sử dụng bộ trộn oxy và không có bộ trộn oxy thì nó khác biệt hoàn toàn luôn nhé các bạn. Đảm bảo với các bạn, khi mà các bạn sử dụng cái bộ trộn oxy này, các bạn sẽ thấy nó khác biệt rõ rệt luôn. Khi mà có bộ trộn oxy thì nước máy nó sẽ nhanh bay mùi clo hơn. Còn nước giếng bị nhiễm sắt thì sẽ lắng nhanh hơn, nó sẽ trong nhanh hơn. Hoặc là các bạn sử dụng qua bộ lọc các bạn thì nó sẽ thấy nó khác biệt hoàn toàn nha. Rồi, nếu như nhà bạn nào đang sử dụng nước máy này, giếng bị nhiễm sắt, nhiễm phèn hoặc có mùi lạ thì liên hệ với mình nha, mình sẽ gửi cái này cho các bạn. Cái này nó sẽ có hai loại, một loại là phi 34, một loại là phi 27, dùng cho nước máy nha. Rồi, các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình để mình sẽ gửi cho các bạn nha. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn, mong các bạn chia sẻ để mình cùng biết. Chào các bạn nha.